Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh số VN. Và đến với video clip ngày hôm nay thì mọi người cũng đã đoán được rồi. Đó, Eversolo là một trong những cái thương hiệu mà cho chúng ta những mẫu đầu giải mã DAC tích hợp thêm cho chúng ta những cái chức năng công nghệ nhất của năm 2024 đang được rất là nhiều các chú, các bác, các anh chúng ta đang quan tâm đến cái phiên bản đầu giải mã này. Eversolo là một trong những cái thương hiệu mà cho chúng ta thấy được ba cái model đầu giải mã kết hợp tính năng stream nhạc trực tuyến, đó rất là thịnh hành để chúng ta có thể trải nghiệm được nguồn nhạc số dễ dàng và tiện lợi hơn. Vào năm 2024 chúng ta có Eversolo DMP-A6 phiên bản cao cấp hơn, nâng cấp và cải tiến và cho chúng ta cái chất lượng âm thanh nó vượt trội hơn, đó chính là Eversolo Master Edition DMP-A6 đó. Còn một phiên bản đầu giải mã mắc số của Eversolo nữa đó chính là Eversolo DMP-A8. Đó, và đó là ba mẫu đầu giải mã đang rất là hot và đang được rất là nhiều các chú, các bác, các anh chúng ta đang quan tâm đến cái dòng đầu giải mã tích hợp cho chúng ta những cái tính năng công nghệ thực sự là tiện lợi và đáng trải nghiệm. Đó. Và đến với video clip ngày hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn đó, và cũng như là em sẽ giới thiệu cái khả năng stream nhạc tuyệt vời, cực kỳ là mượt mà của Eversolo DMP-A6 Master Edition. Với mức giá chưa đến 30 triệu đồng thì Eversolo DMP-A6 Master thực sự là một thiết bị để chúng ta xứng đáng chúng ta trải nghiệm và chúng ta sưu tầm và chúng ta bày biện ở trong cái bộ dàn, và cũng như là chúng ta trải nghiệm cái khả năng stream mượt mà và cực kỳ là tiện lợi của dòng đầu giải mã Eversolo. Đó. Và cái dòng đầu giải mã Eversolo DMP-A6 Master này cải tiến hơn DMP-A6 bản thường rất là nhiều những cái tính năng công nghệ khác. Chẳng hạn như chúng ta có thấy là Eversolo DMP-A6 Master thì chúng ta có nhìn thấy hệ thống tem vàng. Đó, hệ thống đèn bánh volume cũng màu vàng. Đó, về phần cải tiến về tính năng công nghệ thì Eversolo DMP-A6 Master thì cho chúng ta thêm một cái chức năng căn chỉnh equalizer. Đó, căn chỉnh equalizer để chúng ta có thể can thiệp vào từng cái giải tần một. Giống như là phiên bản DMP-A8 cũng vậy, cũng có cho chúng ta cái khả năng căn chỉnh về equalizer này. Đó. Về cái tính năng equalizer này thì giúp chúng ta có thể can thiệp được vào cái mặt về cái hệ thống mạch âm sắc. Nó, và ngoài ra thì cái tính năng đèn vu. Đó, những cái tính năng đèn vu này thì cũng cho chúng ta những cái hệ thống đèn vu được sinh hoạt hơn, nó được hoạt bát hơn, nhìn có rất là nhiều những cái vẻ khác lạ và thú vị hơn so với bản DMP-A6 thường. Đó, và cái phiên bản DMP-A6 Master này, đó, ngoài ra thì còn nâng cấp cho chúng ta về hệ thống OPAM, về hệ thống chip giải mã, về hệ thống OPAM khuếch đại, vì thay vì sử dụng OPAM 1614 như là phiên bản DMP-A6 thường thì phiên bản DMP-A6 Master này thì có nâng cấp lên cho chúng ta 8 OPAM 1612A. Về cái khả năng nâng cấp OPAM khuếch đại 1612A này thì giúp cho chúng ta cái khả năng khuếch đại nó tốt hơn, ổn định hơn, và đặc biệt là cái về cái OPAM khuếch đại 1612A này, đây là OPAM khuếch đại tốt nhất hiện nay và cho chúng ta cái khả năng xử lý nhiễu, đó, khả năng xử lý nhiễu ở mức 0,005%. Đấy là một cái khả năng và cũng như là một cái thông số rất là tuyệt vời cho cái khả năng chống nhiễu và chống ù xì. Tiếp theo thì DMP-A6 Master được trang bị chip xử lý tín hiệu đầu vào USB là chip XMOC XU316 thế hệ thứ 3, giúp cho chúng ta trải nghiệm trực tiếp được nhạc DSD 512. Đó. Và ngoài ra thì sử dụng cặp chip ES9038Q2M. Đó giúp cho chúng ta có cái khả năng giải mã được nhạc 32 bit, tần số lấy mẫu lên đến 768 kHz, và cái chất lượng âm thanh rất là chi tiết, bong bật. Đó. Và ngoài ra thì không chỉ dừng lại ở cái chất lượng âm thanh mà phiên bản đầu giải mã Eversolo DMP-A6 này còn cho chúng ta cái khả năng stream nhạc cực kỳ là tuyệt vời. Ở đây chúng ta có thể chơi và quản lý trực tiếp ổ cứng dung lượng lên đến 4T. Đó, và ngoài ra thì chúng ta còn có thể là truy cập trực tiếp vào những cái ứng dụng nghe nhạc mạng online. Đó, ở đây chúng ta có thể là trải nghiệm được trực tiếp được nhạc số từ ứng dụng Tidal,
hay là nhạc chuẩn Hi-Res từ ứng dụng Qboost, nhạc chuẩn 24 bit chuẩn chứng chỉ Hi-Res đó, hay là Hi-Res Audio đó, hay là những cái ứng dụng khác biệt khác như là Amazon Music, Deezer hay là SoundCloud đó, ngay kể cả SoundCloud cũng có. Ngoài ra thì chúng ta có thể là trải nghiệm được những cái ứng dụng như là Apple Music này, Spotify này, đó, Classical này, đó, chỉ việc một nút chạm là chúng ta cũng có thể chơi được rồi. Ngoài ra thì còn có UPnP này, đó, rất là nhiều những cái ứng dụng công nghệ đều được tích hợp ở đây. Tidal mà Connect này, hay là Rune Spotify mà Connect này, hay là chúng ta còn có thể là chơi nhạc qua AirPlay này, DLNA này, đó. Ngoài ra thì còn có Zing MP3, nó rất là tiện cho chúng ta cái khả năng stream nhạc. Thì về cái việc sử dụng cái đầu giải mã Versolo DMPA6 Master này thì không chỉ dừng lại ở cái chất lượng âm thanh, cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh nó vượt trội, chi tiết, bong bật và cực kỳ là sạch sẽ. Và ngoài ra nó còn cho chúng ta cái khả năng xử lý và cũng như là cái kho nhạc chúng ta sở hữu nó rộng mở hơn. Ngoài ra trong cái thân máy này nó còn có hệ thống bộ nhớ trong. Đó, bộ nhớ trong của nó ở đây là 32GB. Nó có bộ nhớ trong là 32GB. Với cái việc có bộ nhớ trong này thì chúng ta có thể là sử dụng zip đĩa CD nhé. Chúng ta có những cái đĩa CD có một vài bài nhạc hay là những cái đĩa CD chúng ta sưu tầm được. Chúng ta không muốn đĩa CD của chúng ta sử dụng theo một thời gian thì cái chất lượng âm thanh nó bị suy hao, thì chúng ta có thể zip trực tiếp cái dữ liệu từ đĩa CD vào trong cái thân máy Eversolo DMPA6 Master này. Ngoài ra nó còn quản lý cho chúng ta cái ổ cứng dung lượng lên đến 4T. Đó. Ngoài ra chúng ta còn có thể USB hoặc là ổ cứng dung lượng 4T chúng ta cóp nhạc lốt led chất lượng cao. Đó, và sau đó chúng ta cắm vào cổng kết nối USB đằng sau máy và chúng ta việc còn lại thì chúng ta stream nhạc một cách dễ dàng. Đó, chúng ta có thể chọn bài hát một cách dễ dàng trên cái màn hình hiển thị LCD 6 inch này, hoặc là chúng ta còn có thể sử dụng trực tiếp điều khiển qua điện thoại bằng app Eversolo Control. Đó, chúng ta thấy đây là một trong những cái thiết bị mà cho chúng ta cái công nghệ rất là tuyệt vời. Đó, đây là cái phone control, đây là cái mã QR để chúng ta quét trực tiếp vào cái Eversolo Control. Đó, để chúng ta điều khiển thân máy này hoạt động, tắt mở, chọn bài hát hay là to nhỏ đều sử dụng bằng điện thoại hết. Đó, đây là một trong những cái mẫu đầu giải mã và công nghệ nhất năm 2024. Ngoài ra các cái cổng kết nối tín hiệu, các chuẩn kết nối tín hiệu đằng sau thân máy thì chúng ta ở đây chúng ta có cái cổng kết nối chẳng hạn như là đó, đây em sẽ quay mặt sau ra để chúng ta có thể nhìn được dễ dàng hơn. Chúng ta có một khe cắm nguồn, ở đây nguồn điện từ 100 cho đến 240V. Đó, dòng điện thì dao động từ 50 đến 60 Hz. Đó, và cường độ dòng điện là 0.25A. Và chúng ta có thấy ba cái dây anten Bluetooth này thì giống với những cái phiên bản khác, phiên bản đàn em như DLPA6 hay phiên bản đàn anh DLPA8 thì cũng đều có ba dây anten Bluetooth. Đều có ba dây anten để chúng ta kết nối với các cái nguồn không dây, như ở đây là dây Bluetooth này. Đó, dây kết nối mạng Wi-Fi này, hay đây là dây kết nối tín hiệu không dây DLNA này. Đó, rất là công nghệ đúng không ạ? Ở đây chúng ta có một khe cắm mạng LAN để chúng ta stream trực tiếp mạng Internet ở nhà mình, chúng ta không phải kết nối qua Bluetooth, kết nối qua Wi-Fi. Đó, chúng ta có thể cắm trực tiếp mạng LAN vào đây. Hay là chúng ta có cổng HDMI out, audio DSD. HDMI out này chúng ta có thể kết nối được với những cái bộ dàn loa 5.1 như là bộ dàn loa Bose. Đó, bộ dàn loa Bose hay là BMB 5.1, những bộ dàn vừa nghe nhạc vừa xem phim thì chất lượng âm thanh cũng rất là tuyệt vời. Ngoài ra chúng ta có cổng kết nối USB 3.0 và USB audio out. Chúng ta có thể kết nối trực tiếp cùng một lúc hai cổng kết nối này để cắm một lúc hai USB, hay là cắm một lúc hai ổ cứng, hoặc là chúng ta có thể là xuất tín hiệu từ Eversolo DLPA6 Master qua một thiết bị đầu giải mã DAC khác. Đó, một thiết bị đầu giải mã DAC mà có cho chúng ta cái chức năng giải mã tốt hơn DLPA6 thì chúng ta hoàn toàn có thể biến cái phiên bản Eversolo DLPA6 Master này thành một chiếc music server stream nhạc chuyên nghiệp. Đó, đấy là cái tính năng của hai cổng kết nối USB. Ngoài ra chúng ta có một cổng kết nối
một cái khoảng kết nối digital in. Ở đây chúng ta có thể kết nối từ cổng coaxial này, cửa cổng quang optical này, đó, cổng USB dạng Type-C. Đó, ở đây chúng ta phải cắm kết nối máy tính này, kết nối với TV, kết nối với đầu đĩa CD. Đó. Và cổng kết nối digital out, chúng ta có thể là line sang một thiết bị khác như là một một chiếc đầu giải mã khác này, hoặc là một chiếc âm đi có cổng kết nối optical hoặc là cổng coaxial. Đó. Ngoài ra thì cổng kết nối analog chúng ta có XLR, cổng ba lăng và cổng hoa sen cân bằng. Đó, ở đây chúng ta có thể chơi một lúc hai thiết bị cùng một lúc, có nó có thể hỗ trợ chúng ta suốt một lúc hai cái cổng đầu ra liên tục này. Đó, để chúng ta có thể chơi cùng một lúc hai thiết bị, hai âm đi và hai bộ dàn. Đấy là những gì công nghệ hoàn toàn mới và cực kỳ là hot cho sản phẩm DLPA6 Master Edition. Đó, và phiên bản đầu giải mã DLPA6 Master này thì tại cửa hàng âm thanh số VN đang sẵn hàng và có cái mức giá cực kỳ là tốt, cam kết là mức giá sẽ tốt nhất trong thị trường audio Việt Nam với mức giá chưa đến 30 triệu đồng. Đó, và nếu như chúng ta đang có nhu cầu để chúng ta sử dụng một thiết bị đầu giải mã kết hợp với một thiết bị tiếp cận nguồn nhạc số giống như là Eversolo DLPA6, đó thì chúng ta có thể tham khảo cái model A6 Master này tại cửa hàng âm thanh số VN. Đó, và dòng sản phẩm này thì không chỉ cho chúng ta cái chất lượng âm thanh, một cái chất lượng giải mã hay, chi tiết, trong sạch và cực kỳ là bóng bật, và ngoài ra thì nó còn có thể giúp chúng ta có thể tiếp cận được nguồn nhạc số và những cái nguồn nhạc master, nguồn nhạc chuẩn 2Res tốt nhất hiện nay. Đó, mà không cần sử dụng đến những thiết bị như là TV hay điện thoại qua Bluetooth thì chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp với Eversolo DLPA6 Master này nhé. Trong cùng phân khúc này thì những thiết bị có cùng cái chức năng giống như là những cái thiết bị của Nhật như là dòng Camrys hay là như là dòng những cái dòng của Nhật thì Eversolo DLPA6 thì được đánh giá trên các sàn thương mại cho chúng ta một cái tính năng và những cái công nghệ tốt hơn những cái phiên bản thiết bị đầu giải mã hay là những cái server kết hợp đó, cùng phân khúc. Thực sự là quá là đáng giá và chúng ta hoàn toàn có thể trải nghiệm, hoàn toàn có thể sở hữu và chúng ta trưng bày cái Eversolo DLPA6 Master này vào tủ cạnh. Đó, và phiên bản này thì cam kết là hàng chính hãng và hàng mới 100% mọi người nhé. Sản phẩm sẽ được bảo hành cho mọi người 1 năm. Đó, lỗi đổi mới trong vòng 30 ngày đầu tiên sử dụng. Nếu như mọi người có quan tâm hay là chúng ta đang băn khoăn thắc mắc gì với phiên bản đầu giải mã Eversolo DLPA6 Master này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng âm thanh số VN qua cái số điện thoại 0826 0826 110099, em để ở phía bên dưới góc màn hình. Đó, và video clip của em xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip review giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin cảm ơn.